Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Kinh nghiệm TN Hôm nay mình xin chia sẻ cách phân biệt da thật, da giả và da công nghiệp Thì đối với ngày nay ấy, công nghiệp mà phát triển lên rất là nhanh ấy, Và các bạn phân biệt giữa da truyền thống và da công nghiệp lại càng trở nên khó khăn hơn ấy. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ có điểm khác các bạn ạ không có cái gì là các bạn làm giả được 100% hết Đều có cách để nhận biết các bạn ạ Mình cũng đã đọc qua những cái cách mà giúp có thể phân biệt được ấy à, Như là các bạn hãy dùng lửa cho các bạn Các bạn đốt một xíu chẳng hạn Mà nó có cái mùi khét giống như mùi thịt nướng ấy Thì đương nhiên nó là da động vật rồi các bạn ạ Cái nếu như mà nó khét thực sự ấy thì đấy nó là của mùi ly lông nhưng mà cái đấy thì làm gì có cái chuyện anh người ta cho các bạn thử các bạn nhỉ thì các bạn chỉ cần quan sát cho mình ở trên cái ví hoặc là cái da thắt lưng ấy hoặc là đôi giày chẳng hạn thì khi mà các bạn quan sát con cá sấu ấy thì các bạn để ý giúp mình nhé những cái đường vân ấy thì nó rất là tự nhiên và không theo một cái quy luật nhất định nào các bạn ạ các bạn để ý nhá giữa hai cái 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 đường vân này nó khác nhau này các bạn này hoặc là các bạn để ý nhá nó nhỏ rồi lại to rồi lại nhỏ và nó không theo một cái quy luật nào các bạn ạ bây giờ mình sẽ ngửa cái mặt này lên các bạn nhé và thậm chí có những cái chỗ mà nó sẽ các bạn thấy nó giống như kiểu một cái vết nó thương của con cá sấu các bạn, bởi vì nó cũng phải va chạm trong tự nhiên đấy à... Còn đối với những cái da công nghiệp để các bạn thì nó sẽ theo một cái quy luật đấy các bạn. Ví dụ như là những cái đường nó rất là đều nhau với các bạn và nó sẽ to nhỏ đều nhau. Còn đối với da tự nhiên thì nó không được như thế các bạn ạ nhiều khi nó lại trông hơi sâu xấu một tí ví dụ như chỗ này chẳng hạn các bạn này thì nó lại hơi đen đen một xíu này các bạn này thậm chí có những cái chỗ da thì nó lại còn bị lõm xuống một xíu các bạn ạ nhưng đây chính là da thật các bạn ạ tuy nhiên thì các bạn cũng nên chọn ở những nơi mà có uy tín và với một cái giá thành chắc chắn phải đắt các bạn ạ mình ví dụ như là mình mua cái ví à, uh, Dolomen này các bạn ạ Là với giá 1 triệu 835 nghìn các bạn ạ Theo mình nghĩ thì chắc chắn nó là thật thôi các bạn ạ Trong khi đó mà mình mua một uh, cái ví uh, Là một cái ví như thế này các bạn ạ Nó chỉ có khoảng 100 nghìn thôi các bạn Thì chắc chắn 100 nghìn thì mình không thể đòi hỏi nó là ra thật được các bạn ạ mà trong đi khi cái này nó gấp tới tận 18 lần thì mình tin nó là thật các bạn ạ bởi vì mua mình mua ở những cái shop mà nó rất là uy tín cảm ơn các bạn đã theo dõi video nếu các bạn thấy video hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình tạm biệt và hẹn gặp lại